Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của trường doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, thị trường cửa hàng tiện lợi đang bùng nổ tại Việt Nam. Các chuỗi như FamilyMart, MiniStop, B-Mart, Circle K và mới đây nhất là hệ thống Vinmart Plus đang thúc đẩy việc mở rộng của mình với tốc độ nhanh nhất có thể. Thế nhưng có lẽ tất cả đều phải cần học chiến lược phát triển sản phẩm của một ông lớn trong chuỗi các cửa hàng tiện lợi, đó là 7-Eleven, như là một nguyên lý cốt lõi để thành công trong ngành này. Và ngay sau đây, hãy cùng trường doanh nhân HBR tìm hiểu qua bài học chiến lược phát triển sản phẩm cạnh tranh của 7-Eleven. 7-Eleven được thành lập vào năm 1927 tại Dan, Texas, Mỹ. Thương hiệu 7-Eleven được sử dụng từ năm 1946 với chủ trương mở cửa phục vụ từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Từ năm 1991, gần 40% cửa hàng của hệ thống 7-Eleven hoạt động tại Nhật Bản khi công ty Ito Yokado mua lại phần lớn hệ thống này. Có thể nói, 7-Eleven Nhật là một trong những hệ thống cửa hàng tiện lợi lớn nhất quốc gia này với số cửa hàng nhiều nhất trên thế giới. Và là một nhà bán lẻ, nhưng một trong những bí quyết cạnh tranh và phát triển của 7-Eleven của Nhật lại là việc phát triển sản phẩm. Trước tiên, 7-Eleven Nhật nhanh chóng nắm bắt khuynh hướng tiêu dùng. Sau sự sụp đổ của hệ thống kinh tế bong bóng, nhiều khu vực kỹ nghệ bán lẻ đã không thể xác định được sự thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng. Suốt trong giai đoạn này, người tiêu dùng đã tìm kiếm sản phẩm giá rẻ hơn là quan tâm đến chất lượng. Tuy nhiên, vào năm 1990, thị hiếu của người tiêu dùng đã bắt đầu thay đổi. Người tiêu dùng bắt đầu mua sắm thận trọng hơn và chọn lựa những sản phẩm dựa vào giá trị và chất lượng hơn là việc chỉ dựa vào giá bán. Các siêu thị đã không nắm bắt được sự thay đổi này trong thị hiếu tiêu dùng theo khuynh hướng tăng chất lượng, đã đối đầu với doanh số bán ra thấp. Việc này là do họ đã quen với chiến lược bán hàng giá hời quá phổ biến trong suốt thời kỳ kinh tế bong bóng. Thế nhưng, 7-Eleven của Nhật đã nhanh chóng nhận ra sự có mặt của khuynh hướng xem trọng hơn giá trị hàng hóa này và đã lựa chọn chính xác sản phẩm và số lượng để bán tại mỗi cửa hàng. Cứ như thế, 7-Eleven của Nhật đã thích nghi với sự thay đổi theo thời thế bằng cách cung cấp những sản phẩm giá trị cao và chất lượng tốt hơn cho khách hàng. Tiếp theo đó, 7-Eleven của Nhật đã có chiến lược kinh doanh, đó là đưa ra những sản phẩm chiến lược. Cơm trưa hộp là sản phẩm rất chiến lược cho tất cả các cửa hàng tiện lợi, vì mỗi cửa hàng tiện lợi đều có thể dễ dàng được phân biệt chính nó với những đối thủ cạnh tranh trong trận chiến thu hút khách hàng nhiều hơn. Theo thống kê, thức ăn nhanh như là cơm hộp hay là sandwich chiếm 16,5% tổng doanh thu của cửa hàng tiện lợi trong năm 1996 và tỷ lệ này vẫn đang gia tăng đều đặn. 7-Eleven của Nhật Bản đã bán hơn 200 triệu phần cơm trưa hộp mỗi năm. Tuy không được sở hữu các tiện nghi sản xuất của riêng mình, nhưng 7-Eleven của Nhật lại có chính sách hình thành sự phát triển chung với các nhà cung cấp. Theo đó, họ định hướng sản phẩm cho các nhà cung ứng. Hình thức này được gọi là liên minh giữa sản xuất và các hệ thống bán hàng. 3. Giữ vai trò lãnh đạo trong khi cùng phát triển. 7-Eleven Nhật Bản cùng xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm với các nhà sản xuất thực phẩm lớn. Phương pháp này nhằm mang đến những hiệu quả to lớn cho cả hai bên. Trước tiên là sản phẩm của các nhà sản xuất sẽ được bán rộng rãi trong gần 7.000 cửa hàng trên toàn nước Nhật. Thành quả tiếp thị sản phẩm có được là nhờ sử dụng hệ thống tính tiền POS. Các nhà sản xuất cũng có thể tìm kiếm những dữ liệu chủ yếu về khách hàng và thị trường, yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển sản phẩm. Trong khi đó, 7-Eleven của Nhật vẫn có thể bán được những sản phẩm mới phát triển này trên cơ sở độc quyền, tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, giành được thông tin từ các nhà sản xuất trước các đối thủ cạnh tranh khác. Và điểm đáng chú ý nhất là, phương pháp cùng phát triển được thực hiện dưới sự lãnh đạo của 7-Eleven Nhật. Vì thế, hầu hết các nhà sản xuất không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Đôi khi, sở thích của người tiêu thụ thay đổi nhanh chóng, và đó là do sản phẩm độc quyền được phát triển bởi nhà sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Để phát triển được những sản phẩm bán chạy, không thể thiếu thông tin tiêu dùng hạn định mà các nhà sản xuất khó có được những dữ liệu này. Nó được cung cấp bởi duy nhất hệ thống thông tin POS sẵn có của 7-Eleven Nhật. Đây chính là lý do giải thích vì sao 7-Eleven Nhật có thể giữ vị trí dẫn đầu trong phương pháp cùng phát triển. Vừa rồi, thị trường doanh nhân HBR đã gửi tới quý vị và các bạn những phân tích về chiến lược phát triển sản phẩm cạnh tranh của 7-Eleven Nhật Bản. Hy vọng rằng nó đã mang đến cho quý vị những kiến thức hữu ích trong kinh doanh. Còn bây giờ,
Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.